anh giới thiệu đến cô chú chị mình. Hiện tại ở đây là trung tâm xã Phước Bình, cô chú chị ha. Đây là chợ. Chợ này rất là lớn, cô chú chị nó tới 3 mặt chợ. Đường này thì mình chạy thẳng vô là trung tâm. Tới trước có ngã tư đường xanh đỏ, mình về tới phải ra quốc lộ 2 và ngược lại tới trái khi mình về Đức Hòa, Đức Huệ, các tỉnh miền Tây của chú chị ha. Còn chạy thẳng luôn là qua cửa khẩu Cầu Sải và ngược lại ở đây mình qua phường Hòa thị xã Trắng Bàng chú chị ha. Thì hôm nay có lô bất sản cách vị trí của trung tâm này tầm khoảng 700m của chú chị ha, mà giá thì nói chung là cũng mềm, xem đi xem lại hoài thì cũng có cái lô này thấy nó mềm và hợp lý thôi. Bây giờ quay lại chào cô chú chị gần xa xem tham khảo ha. Thì tôi có đồng ý không? Thì chỉ có 600-700m thôi. Chợ, Bách Hóa Xanh, trường học, ủy ban, ngân hàng, các tiện ích đầy đủ hết quý vị. Đặc biệt ở đây trường học rất là nhiều, từ cấp 1, cấp 2, cấp 3 và mầm non trên 10 cái trường học. Quý vị ạ. Cô chú chị xem đường này là đường quốc lộ 8 kết nối từ quốc lộ 22 cũng như mình về Long An chú chị ha. Thì ở đây anh quay rất là nhiều video rồi, nhiều khi cô chú chị mình cũng đã xem clip cũng chắc cũng nhầm rồi. Đó. Đường quốc lộ 8 thuộc ấp thuộc xã Phước Bình đi, xã Phước Bình thì xã Trảng Bàng tỉnh Tây Ninh. Bữa cũng có mấy cô chú chị đang tìm đất ở đây để mua mặt tiền kinh doanh mà giờ tìm chưa được, cần 10m ha. Thì anh chị nào mà xem được video có gửi một cho em, đất thì cũng còn trống nhưng mà ta không bán. Trước kia là 3 xã, bây giờ là còn 2 xã thôi chú chị ạ. Trước kia là xã Phước Lưu, Bình Thạnh và Phước Trị. Hôm nay Phước Lưu và Bình Thạnh gộp lại thành xã Phước Bình. Thì hiện tại bây giờ còn 2 xã cách tây của Trảng Bàng, Tây Ninh của chú chị ha. Ông chú chị thấy rất là nhiều chiếu ở Lai Châu nên cô chú chị mình xem tham khảo mật độ dân cư như thế nào. Hai xã cánh tây này cũng là hai xã của em út của thị xã Trảng Bàng nha. Thì nó phát triển thì không bằng những cái xã đàn anh như An Hòa, An Tịnh và mấy xã khác ở lên phường á, đây còn xã thì từ từ cũng phát triển thôi. Đường xá bây giờ nâng cấp mở rộng rất là nhiều, liên thông liên tỉnh ha. Rồi giờ mình sẽ quẹo bên trái, quẹo bên trái. Đây là một cái ngã tư của chú chị ha. Đường này sau này nó nâng cấp lên là mở rộng của chú chị. Mình di
chuyển đây vô đó khoảng coi 100 tầng chắc là phải 200 mét, 100 200 200 200 mấy mét. Ở đây là tất cả dân mình nằm trong dáng bàn cờ chú chị ha. Đây là tới vị trí đất của mình của quý vị ha. Từ cái bếp này mình kéo ngang qua tới bên kia luôn, coi tầm khoảng chắc trăm mấy chục mét mặt tiền này, trong đây có ba luôn. Bây giờ mình sẽ xuống để cập nhật lại cô chú chị mình ha. Đây thì từ cái vị trí này của chú chị mình di chuyển ra đó là ngay ngã tư Gò Ngải, hồi nãy em chạy vô ha. Đó thì hiện tại hôm đây có ba lô bất động sản. Thì ở đây có một cái lô này là cái vựa chai luôn, là nó nằm góc hai mặt tiền của chú chị ha. Đó, từ cục này đổ qua tới bên kia luôn, là nó dài lắm, khoảng 150 mét. Thì xíu nữa sẽ cập nhật lại của chú chị mình ha. Thì cái góc lô mặt tiền nó nằm tới cái trụ này. Từ đằng đó đổ kia là một lô, lô thứ hai là cái đây. Từ cái trụ này chú chú chị ha, lô giữa từ trụ này kéo qua tới cái đầu bên đây luôn. Nói chung là lô nào cũng đẹp hết. Thì cô chú anh chị mình chủ cần bán mấy cái lô đất nền mặt tiền nhựa này á thì giá là 100 triệu một mét nha. Rồi hậu sâu thì nói chung là 40 47 gì đó, để xíu cập nhật lại của chú chị ha. Nói chung là từ cái độ này mình đổ dài qua đó có hai lô, mỗi lô là một công mấy không của chú chị ha. Thì giá chủ cần bán á là 100 triệu một mét ngang đó. Giá này hình như là chỉ bớt lọc thôi, không thương lượng được của chú chị ha. Đó, còn cái lô này, cái lô này từ vị trí này cô chú anh chị mình kéo thẳng xuống qua bên kia luôn là 57 mét, hậu dài xuống dưới là 77 mét, nguyên đám lúa xanh này của chú chị ha, 77 mét. Thì chủ cần bán là 70 triệu một mét của chú chị ha. Thì trước kia em cũng đã quay chào rồi, nói chung là mấy cái lô này lúc trước 80 90 triệu, giờ hạ xuống hạ hai lần nữa, giờ 70 triệu ha. Đường này nghe nói đâu thì cũng nhà nước cũng mở đường bê tông vô trong đó. Đây nằm mặt độ dân cư rất là đông, thì nguyên đám lúa này nó rất là đẹp. Hiện tại có 400 thổ cư ghim tại vị trí này của chú chị em. Từ vị trí này ngay góc đường nhựa nè, đó cái lô này 77 mét chiều dài nè chú chị ha. Thì cái giá bán chủ cần bán là cái lô này là 70 triệu một mét ngang. Còn hai cái lô kia, cái lô góc hai mặt tiền đó với cái lô mà chứng giữa này là 100 triệu một mét ngang. Thì mỗi lô lô nào cái diện tích nó cũng là mọi trên một công đất của chú chị ha. Đó, thì bây giờ em sẽ cho cô chú anh chị mình xem cái hình ảnh lên cam, rồi em cập nhật lại cái tổng diện tích mỗi một lô cho cô chú anh chị mình xem ha.